Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các quý vị phụ huynh, sinh viên, thưa toàn thể các thầy cô giáo và đặc biệt là các em tân cử nhân, tân kỹ sư, tân dược sĩ của Trường Đại học Đại Nam thân mến. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày cuối cùng của năm học 2023-2024, cũng là ngày thầy và trò cùng các quý vị phụ huynh học sinh và các em sinh viên năm cuối tập trung tại lễ hội này để chứng nhận nhà trường trao quyết định công nhận tốt nghiệp đại học cho các em sinh viên năm cuối của Trường Đại học Đại Nam, đồng thời làm lễ cấp bằng tốt nghiệp đại học để các em đầy đủ hành trang bước vào một cuộc sống mới. Thay mặt cho nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các quý vị phụ huynh học sinh với nhà trường trong việc giáo dục, đào tạo các em, con em của chúng ta để các em có được thành quả như ngày hôm nay. Để chia vui với nhà trường chúng ta, chia vui với quý vị phụ huynh học sinh, chia vui với các em, thì buổi sáng hôm nay trời cũng thương, nắng rực rỡ để đón chào các bạn. Và bây giờ khi nhìn xuống dưới hội trường, thấy các bạn sinh viên, thấy các thầy cô nóng quá thì trời lại cho những cơn mưa mát dịu để chúc mừng chúng ta. Xin đề nghị các em sinh viên năm cuối có mặt ngày hôm nay hãy nhắm mắt lại một vài giây để tưởng tượng đến những ngày đầu tiên chúng ta bỡ ngỡ từ bốn phương về tụ tập ở mái trường Đại Nam. Bạn bè mới, thầy cô mới, con đường mới, cuộc sống mới. Và bây giờ mở mắt ra, thoáng một cái đã 4 năm, 5 năm. Từ một cô, một cậu sinh viên năm nhất bỡ ngỡ nhìn vào trường đại học, đến nay các bạn đã trưởng thành, đã trở thành những cử nhân, kỹ sư, dược sĩ, có thể làm nên những sự nghiệp lớn cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Nếu như có ai hỏi các bạn, có phải là cuộc đời sinh viên là cuộc đời sung sướng nhất, hạnh phúc nhất hay không? Các bạn hãy trả lời, đúng, thời sinh viên là thời sung sướng nhất, hạnh phúc nhất, nếu không có những kỳ thi lại, không có những đêm thức hôm để làm đồ án, không có những lần bị thầy phạt, không có những lần bị điểm kém, thì chắc chắn đó là một cuộc sống hạnh phúc. Thầy đề nghị các em một tràng pháo tay. Tràng pháo tay đầu tiên là để các em chúc mừng chính các em. Các em đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Khó nhất là đi học mà các em đã vượt qua. Để trừ từ một người học sinh phổ thông đã bước vào hàng ngũ trí thức của đất nước. Đó là những kỹ sư, cử nhân và những bậc học tiếp theo các em có thể vươn tới để đạt được những học vị kiến thức cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học. Tràng vỗ tay thứ hai xin các em để cảm ơn chính cha mẹ mình, những bậc sinh thành đã mồ hôi nước mắt biết bao công sức chắt chiu nuôi dưỡng các em từ khi lọt lòng cho đến khi tốt nghiệp đại học. Công lao đó không thể đo đếm được. Xin các em một tràng pháo tay. Một lời cảm ơn thứ ba các em phải gửi đến, đó chính là cảm ơn các thầy cô, những người sớm hôm cùng các em trải nghiệm những bài giảng, những lần thực tập, những bài tốt nghiệp, chia sẻ ngọt bùi với các em trong hành trình 4 năm, 5 năm, để đến bây giờ các em đã đủ lông đủ cánh để bước ra khỏi nhà trường. Xin cảm ơn các thầy, các cô của các em.
một tràng pháo tay để các em cảm ơn các anh chị lao công, anh em bảo vệ đã luôn luôn giữ gìn ngôi trường Đại học Đại Nam sạch sẽ, an toàn để cho các em học tập hàng ngày. Xin một tràng pháo tay cảm ơn. Một tràng pháo tay các em cảm ơn những người bạn, những người cùng lớp, những người cùng khóa, những người bạn xa gần đã luôn luôn gần gũi, động viên các em hoàn thành hành trình học tập đại học. Một tràng pháo tay để cảm ơn mái trường này, cảm ơn hàng cây, cảm ơn ghế đá, cảm ơn giảng đường, cảm ơn tòa nhà, luôn luôn che nắng che mưa để các em yên tâm học tập trong suốt 4 đến 5 năm. Và xin các em một tràng pháo tay để cảm ơn các anh hùng liệt sĩ, cảm ơn liệt tổ liệt tông, cảm ơn đất nước đã cho các em được cuộc sống yên bình, học tập ở trên đất nước Việt Nam, hòa nhập với cộng đồng các dân tộc trên thế giới. Thầy nghĩ các em cũng nên cảm ơn những cái đã làm các em thành công trong quá trình học tập. Mỗi thành công đã tiếp thêm cho các em niềm vui, niềm đam mê để vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Các em cũng nên cho thầy một tràng pháo tay để cảm ơn những thất bại, những khó khăn các em đã trải qua để các em có thêm nghị lực, có thêm bản lĩnh, vững bước vào đời. Và sau này, nếu như các em gặp phải trở ngại gì trong cuộc đời này, thì các em hãy quay trở lại những môn khó như toán giải tích, những môn khó như bài cơ ứng dụng, những môn khó như luận văn tốt nghiệp mà các em còn làm được, thì không có việc gì là không làm được cả. Cuối cùng, xin các em một tràng pháo tay để cảm ơn cuộc đời này, cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy cho ta một ngày mới để yêu thương, mà ông trời cũng vỗ tay cùng chúng ta. Xin mời, cảm ơn. Cuối cùng, thay mặt cho nhà trường, tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị phụ huynh học sinh đối với Đại học Đại Nam, đối với nhà trường, cũng như một con người luôn luôn cố gắng hoạt động hoàn thiện từng ngày. Trong quá trình học tập ở trường, có những điều gì nhà trường chưa làm được, chưa đáp ứng được tất cả những mong mỏi của các em, thì chúng tôi cam kết sẽ hoàn thiện từng bước để Đại Nam luôn luôn là một trường đại học, là ngôi nhà thứ hai của các em, là niềm tự hào của các em và con cháu thế hệ các em sau này. Xin chúc các thầy cô giáo, và cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo đã hết lòng hết sức cùng với hội đồng nhà trường, cùng với ban giám hiệu, cùng với lãnh đạo các khoa dạy dỗ các em có ngày hôm nay. Xin chúc sức khỏe tất cả mọi người và xin hẹn gặp lại các em.